Cận cảnh đặc nhiệm Nga giải cứu tàu container khỏi cướp biển. Đoạn video vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy pha hành động nghẹt thở khi các binh sĩ tinh nhuệ đột kích một con tàu chở hàng để truy quét hải tặc có vũ trang. Theo đó, một đơn vị chống khủng bố đến từ chiến hạm Phó Đô đốc Kulakov của Hải quân Nga có thể được trông thấy đang leo lên con tàu cỡ lớn, vượt qua nhiều chiếc container, vũ khí trên tay luôn trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Sau đó, họ leo lên cầu thang dẫn tới phòng điều khiển kiểm tra xem còn kẻ thâm nhập nào trên khoang tàu hay không. Trước đó, các hãng truyền thông Nga đưa tin rằng tàu MSC Lucia đang trên đường tới Togo ở Tây Phi đã gửi đi tín hiệu cầu cứu vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 10, nói rằng con tàu đã bị một nhóm hải tặc có vũ trang đánh chiếm ở vị trí cách bờ biển Nigeria 86 hải lý. Lực lượng của Nga đã nhanh chóng phản ứng sau khi thủy thủ đoàn tàu Lucia đánh tín hiệu có một nhóm hải tặc thâm nhập tàu của họ ẩn náu trong phòng động cơ. Sau khi nhận tín hiệu cầu cứu, lực lượng Nga đã điều một chiếc trực thăng K-27PS chở theo một đơn vị chống khủng bố đi thực hiện nhiệm vụ. Khi nhìn thấy chiếc trực thăng quân sự đang tiến tới tàu Lucia, những tên hải tặc đã rời khỏi tàu, leo lên một chiếc xuồng cao tốc và chạy về hướng bờ biển, Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố. Lực lượng Nga trên tàu Kulakov sau đó lên chiếc tàu chở hàng để điều tra, đảm bảo rằng con tàu an toàn.